Bây giờ là chương trình sông nước miền Tây nhé. Vé tham quan tàu du lịch này, đấy. Có 100k thôi. Rồi, ok. Đây là một bà chủ tàu nhá, đấy. Anh thúng thở ra phía sau ngồi bắn nó thôi mấy mẹ. Ừ. Đây là bến tàu du lịch. Các bạn Tây cũng đang chờ, đang xếp hàng này. Rồi, đấy, rất nhiều tàu. Tàu này chưa có ai cả. Hôm nay là tour đi chợ nổi. Đây có một số tàu đang tập trung ở đây này. Tàu này cũng đến để đón khách. Ở bên cạnh này là Tây không này. Có mấy bạn Tây xuống rồi đấy. Như vậy là mặc áo phao rồi và tàu khởi hành rồi. Bến Ninh Kiều đây. Đấy, tàu này người ta đã về rồi đây này. Đây có một chiếc tàu màu tím đẹp quá. Cũng đi về rồi. Đây là cầu Quang Trung này. Like snowballs, right? Like imagine like we are a battleship and we were like. Có một tàu lấy rác. Bạn này thuyết minh tại vì chỉ khách Tây thôi, bạn nói tiếng Tây luôn, tiếng Anh luôn. Nhà kia là Vincom. À, điểm tham quan này, bến Ninh Kiều xuất phát này, chợ nổi Cái Răng này, lò hủ tiếu này, vườn trái cây này, tay lái giống tay lái ô tô quá. Vô lăng ô tô lắp vào. Đây lại là một cái cầu rất lớn. Đây là một cái cầu mới. Mới canh thành. Rất đẹp. Một cái tàu màu tím nữa. Có cái chữ này. Yêu là cưới. Đây là cầu Cái Răng, người ta làm cái chữ là chợ nổi Cái Răng rất lớn ở trên. Đây là tới chợ Cái Răng rồi đấy, bắt đầu vào chợ nổi rồi đấy. Hai ông Tây đang mua đồ. Yeah, the same as the next one over here. Những cái cây ấy, gọi là cây bẹo ấy, có trên là buộc trái dứa, tức là người ta bán dứa. Đấy, cả nhà và các bạn Tây đang ăn dứa đấy. Có mái che nhá. Đây có hai bạn Tây thuê một cái tàu nhỏ. Rất nhiều tàu bè. Đây gọi là xuồng ghe chứ không phải tàu bè. Cái ghe này bán nhãn này. Người ta cập ghe vào đây. Mấy chị cũng nói tiếng Anh luôn. Không ai mua là chạy mất rồi. Lớn và sang trọng. South is the two biggest floating market. For yourself, buying with money or you can exchange it. Đây có mấy cái tàu màu tím bán hủ tiếu này, bún riêu này. Đây,
Rồi, tới một điểm đầu tiên. Đấy, đây là một cái nhà nổi, người ta bán kiểu như là cái siêu thị nổi. Các loại khô, cá chốt, cá đuối sữa, cá lạt, cá loi choi, cá lưỡi trâu, cái này là cá lưỡi trâu, cá chỉ vàng, cá phèn, cá khoai là cái này, cá khoai, giống. Đây là cá mai, đây là vũ nữ chân dài. Vũ nữ chân dài, đấy, đúng thật. Đây là lên xem làm hủ tiếu. À, hủ tiếu nhưng rất nhiều màu. Màu xanh này, màu vàng này, màu tím này. Còn đây là màu trắng bình thường rồi. Đây là cái bếp chấu. Người ta đang nấu hủ tiếu đấy. Đây là hủ tiếu chiên à chị? Đấy, bốc cho vào này. Rồi, người cho hành mỡ vào thôi. Cái này để ăn thử này. Giòn lắm. Đây nè. Đây là người ta làm thành những cái vắt. Một tô là một vắt như này. Đấy, làm sẵn này. Rất là tiện. Đây là phơi bánh tráng này. Đây là quà quê này, các loại bánh kẹo sản xuất thủ công. Kẹo gì? Rượu nước dừa 200k một chai. Đây là một số đồ mỹ nghệ làm từ cây dừa này. Đây là ống tăm này. Rất là đa dạng. Cái này để điện thoại này, cũng hay đấy. Giá để điện thoại. Các bà đang nấu cơm hay bán hàng là có cái này là vừa làm vừa xem điện thoại. Đây là tàu tôi vừa đi đây. Đây chỉ là một cái nhà nổi thôi và là cái nơi người ta bán các loại hủ tiếu. Đấy, sản xuất và bán các loại hủ tiếu đủ màu sắc. Và cái thứ hai là bán đồ, các cái đồ lưu niệm, rồi các sản phẩm làm từ cây dừa, vân vân. Cũng rất là nhiều và đa dạng. Đây là những cái tàu đang chờ khách lên tham quan. Thì các bác tài là ngồi dưới để chờ. Cái này lớn quá. Cái thuyền này là của khách sạn Victoria này. Đúng là cao cấp. Dưới đó là người ta chuẩn bị cả bàn ăn rồi. Con bé ngồi trên ghe này. Phải mặc áo phao. Đấy, theo quy định là phải thế này. Ok. Rồi, gia đình bạn Tây xuống rồi. Mình đi cái tàu này phụ thuộc quá. Đấy, là chiếc màu tím. Vừa bảo bác tài là ghé như nào cho ăn tủ hủ tiếu chứ đói bụng quá. Mà cái tour đáng nhẽ phải có ăn một cái tô gì, sau đó uống một ly cà phê trên sông nước bồng bềnh nó mới hay. Đã kêu một tô hủ tiếu ở cái tàu này rồi. Đấy, đây là một tô hủ tiếu mua trên sông này. Cũng là như là tô bình thường thôi, xương này, thịt heo thôi. Đấy, đói quá thì phải ăn thôi chứ sao bây giờ. Ok, thịt heo. Hủ tiếu trên sông.
này nghe cái máy. Ôi dồi ôi, nghe cái máy rồi. Đây có một cái nhà hàng người ta bán nổi trên sông mà cái tàu này nó lại không ghé. Như vậy là tàu này lại dừng ở một cái bến tàu An Bình. Cái chỗ này là chắc là một cái chợ trái cây gì ấy. Đây có cái bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ. Bây giờ chỉ còn mình tôi thôi. Cái nhóm khách Tây kia lên một cái chợ, lên cái chợ An Bình ấy, rồi người ta đi ô tô về. Đây là cái em bán vé này là nhắc đi lên cái tàu này là có vấn đề rồi, vớ vẩn quá. Mới đi được có một điểm lên cái nhà đó thôi chứ đi đâu đâu. Ta lại bắt gặp tòa nhà Vincom Plaza cao vút giữa bầu trời của miền Tây. Tòa nhà này chắc chắn là cao nhất miền Tây rồi. Cầu Quang Trung đang trình diễn ánh sáng gì đây mà mở giữa ban ngày thế này. Đèn màu. Rồi, tới bến Ninh Kiều rồi. Đây luôn đi. Rồi, tới bến Ninh Kiều. Bây giờ sẽ đi tham quan lại cái bến Ninh Kiều tí nhá. Bây giờ kiếm quán cà phê để uống thôi. Đây là bến Ninh Kiều đây. Như vậy là kết thúc cái tour đi chợ nổi Cái Răng. Bây giờ thì ta đi một vòng quanh bến Ninh Kiều và tìm chỗ nào hợp lý thì bay flycam cái nhá. Đây là một con phố nhỏ Cần Thơ. Đây cũng nhiều khách sạn nhỏ nhỏ. Khu này bán điện tử này, đồ điện tử này. Máy lạnh, nồi cơm điện, quạt các loại. Xong tour chợ nổi rồi, bây giờ đi uống cà phê. Bao nhiêu anh? Dạ, không gửi anh ạ. Cần Thơ City. Ngoài này có cái cà phê Lotus Hoa Sen. Và uống cà phê. Chạy vào trong à? Tôi đang ngồi ở cà phê Lotus ngay bên bờ sông Cần Thơ. Và cà phê xong thì sẽ bay flycam bến Ninh Kiều một tí nhé.
Bye bye.